quy trình nuôi ruồi lính đen thương phẩm. Ruồi lính đen hiện đang ngày càng được nhà nông biết đến nhiều bởi những lợi ích đáng nể mà nó đem đến. Hiện nay, đa phần kỹ thuật nuôi ruồi lính đen hiện chỉ mới thực hiện và nghiên cứu ở phạm vi nhỏ, chủ yếu là ở nông thôn. Vậy nuôi ruồi lính đen thương phẩm như thế nào mang lại hiệu quả kinh tế cao? Hợp tác xã Hương Điền chia sẻ kinh nghiệm nuôi ruồi lính đen thương phẩm với mọi người đang quan tâm. Quy trình nuôi ruồi lính đen thương phẩm gồm 3 bước cơ bản. 1. Ấp trứng. Nền ấp trứng phải là lớp thức ăn giàu dinh dưỡng, nhiều chất đạm và béo, nhưng không để nổi mốc, vì mốc dễ làm hư trứng. Các bạn có thể bánh dầu dừa, bã cọ, bã đậu nành. Có thể dùng cám gà con trộn nước cho đủ ẩm. 1kg cám gà cộng 1,8 lít nước. Với một khay nhựa kích thước 60x40x10cm, lót một lớp cám làm nền ấp dày 3-4cm, độ ẩm khoảng 70-80%. Bốc một nắm vắt thấy nước rỉ ra từng giọt hoặc thành dòng nhỏ là được. Đổ cám vô khay đắp bô ở giữa để nước thừa chảy qua hai bên. Lót trên mặt cám một miếng giấy bìa cạc tông 15cm, sau đó để trứng lên trên. Nếu nền ấp quá nhão, các bạn lót hai miếng giấy cạc tông tránh nước thấm vào trứng. Một khay ấp được 10g trứng, là vừa mật độ càng cao ấu trùng càng chậm lớn. Dùng lưới mùng hoặc vải đậy khay ấp lại để tránh ruồi nhà. Cứ mỗi 24 giờ các bạn dỡ ra kiểm tra. Ngày thứ 5 nếu thấy ấu trùng lan khắp bề mặt nền ấp là lúc cần chuyển sang máng nuôi. Thường là 4 đến 6 ngày tùy nhiệt độ cao hay thấp. 2. Đưa vào máng nuôi. Sau 4 ngày, trứng ruồi lính đen sẽ nở hết và ngày thứ 5 ta chuyển chúng sang máng nuôi. Máng xây gạch, máng bằng tôn, tấm ni lông. Cho chúng ăn nguồn chất thải hữu cơ mà mình có như bã đậu nành, các phế phẩm nhà máy chế biến nông thủy hải sản, chế biến thực phẩm nước giải khát, cơm thừa, rau quả củ phân heo, phân gà, vào máng nuôi để nuôi ruồi lính đen ở môi trường mới trong 10 ngày. 3. Đảo máng. Cách 5 ngày hãy kiểm tra máng nuôi cho ăn một lần. Lúc này là ấu trùng ăn mạnh, ta có thể cho ăn các chất thải hữu cơ như cơm thừa cá cặn vào. Đảo máng hàng ngày để điều tiết nhiệt độ và ẩm độ để ruồi lính đen có thể dễ dàng ăn. Sau 2 tuần, ấu trùng có màu trắng phát triển trong 14 ngày lớn thành sâu canxi và có thể thu hoạch làm thức ăn gia súc, gia cầm, heo, gà, chim cút, cho cá. Nuôi tiếp sâu canxi trong vòng khoảng 14 ngày nó sẽ từ màu trắng chuyển sang màu đen, nhộng đen. Nhộng đen kích bằng cát khoảng 7 ngày sẽ phát triển thành kén. Lúc này nhộng đen không còn hoạt động nữa mà sẽ nằm im. Kén ruồi lính đen dùng làm giống. Kén ruồi lính đen dùng làm thức ăn cho chim yến. Hợp tác xã Hương Điền chúc các bạn chăn nuôi sản xuất ruồi lính đen VSF thành công tốt đẹp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.